người chủ chân chính. Đây là quà của các vị lái buôn dâng lên thị trưởng đó ạ. À. Mời ông chủ ngự lắm. Dạ, toàn là những vật phẩm quý giá. Các vị đã phải vất vả vì ta rồi. Dạ có gì đâu ạ. À. Nhờ tài quản lý của ngài thị trưởng tài ba đây mà thành phố này hưng thịnh yên bình, chúng tôi mới thuận lợi làm ăn buôn bán. Ngài Owen nói phải. Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao to lớn của ngài thị trưởng, nên dù khó khăn cỡ nào cũng phải tìm được những vật phẩm quý giá nhất để dâng lên ngài đó ạ. À. Không biết chút tấm lòng này có làm ngài thị trưởng vừa ý không ạ. À? Các vị đúng là có con mắt thẩm mỹ tinh tế. Những đồ này mà bày biện trang trí trong nhà của ta thì còn gì bằng. Nhưng hôm nay các ngài đến gặp ta có chuyện gì nữa không? Dạ, tôi xin phép ngài thị trưởng được thu mua gỗ ở khu rừng phía Tây. Dạo này gỗ rừng đang khan hiếm lắm mà. Tôi thì xin thu mua đất đang trồng lúa mì, phá bỏ đi hoàn toàn để trồng bông. Mặt hàng bông đang lên giá khủng khiếp. Mình tạo công ăn việc làm cho người dân ngài thị trưởng ạ. Còn tôi xin được trưng dụng toàn bộ thuyền để chở gạch. Còn mặt hàng khác sẽ chở sao ạ? Mình ưu tiên vật phẩm quan trọng một chút cũng không mất mát gì đâu ạ. Dạ bẩm ông chủ, những yêu cầu này sợ rằng sẽ bị người dân phản đối đó ạ. Ôi chào, đừng nghĩ nhiều đến những thành phần thấp hèn đó. Những việc nào ra được lợi lộc thì cứ cho chúng làm, có mất gì của ta đâu. Hơn nữa, chúng càng giàu có thì quà cáp sẽ càng nặng túi hơn. Được, ta đồng ý các yêu cầu của các vị đi. Ngài thị trưởng thật là có tầm nhìn xa trông rộng. Chúng tôi nhất định sẽ không quên ơn ngài đâu. Các vị không cần khách khí. Âu chức trách của ta cũng là làm giàu cho thị trấn này mà. Khu rừng này là nơi chúng tôi dựa vào để sinh sống. Ai cho các người cái quyền vào đây chặt cây vậy? Cút ngay khỏi đây. Nếu không chúng tôi không nương tay đâu. Chỗ thú rừng và của dụng ấy đáng mấy đồng mà cứ phải bám trụ ở đây? Hay là các người làm thuê cho ta? Công việc đơn giản là đốn cây, ta sẽ trả lương cao gấp mấy lần. Đừng hòng dụ dỗ chúng ta. Các người mau đi đi. Bao nhiêu cây rừng quý hiếm đã bị các người đốn không thương tiếc rồi. Ta đã nhẹ nhàng mà các người còn định cứng đầu sao? Thế thì nghe đây, ngài thị trưởng đã cho phép ta chặt cây ở đây. Ai dám trái lệnh, quân lính sẽ giết không tha. Người nói sao? Ngài thị trưởng cho phép rồi hả? Sao ngài ấy là không nghĩ gì đến đám dân đen này chứ? Chúng tôi sẽ kiện lên trên. Cứ việc, nhưng ta chắc rằng ngài thị trưởng rất bận, không có thời giờ xem xét đến việc này đâu. Những việc còn con của các ngươi thì đem đến bao nhiêu tiền mà xem là quan trọng chứ? Giờ thì tránh đường, để ta đi làm việc. Trời ơi, lúa mì sắp trổ bông mà chúng đương tâm phá đi để trồng bông, không còn một chút lương tâm nào. Đúng vậy, không biết vụ mùa này chúng ta sống thế nào đây. Ngài thị trưởng ra sắc lệnh đòi lại đất, bắt chúng ta trồng bông cho bọn lái buôn thu mua, mà không nghĩ tới dân chúng sẽ cầm cự sống thế nào. Đến khi cây bông được thu hoạch, đúng là chỉ có bọn lái buôn được hưởng lợi thôi. Nghe nói thị trưởng cho chúng chặt cây, phá đất và thuê bến cảng. Bọn lái buôn càng giàu thì chúng càng có địa vị, chèn ép dân đen để có đặc quyền đặc lợi. Đúng là khổ quá, kêu lên trời cao không thấu. Đúng là chịu chi một chút, thị trưởng nể mặt chúng ta hẳn. Xin gì ngày ấy cũng đồng ý, bọn dân đen kia chẳng làm được gì ta. Coi như là một khoản đầu tư, không đi đâu mà thiệt. Thị trưởng thực chất chỉ là bù nhìn. Giờ chúng ta có khác gì chủ của thành phố này đâu. Đúng là có tiền là có quyền trong tay. Cái đám dân đen này giờ cũng không ai dám ho he phản đối gì. Nếu chống lại chúng ta thì có khác gì động tới cái chết đâu. Bẩm ngài thị trưởng. Có chuyện gì? Người dám to gan phá hỏng giấc ngủ của ta. Quân địch của nước láng giềng đang mở cuộc tấn công, khí thế như trẻ tre,
quân ta lần lượt thất bại hết trận này đến trận khác, chúng đang tiến dần vào thành rồi ạ. Lũ quân lính yếu đuối hèn nhược đó, đúng là ta nuôi ông tay áo mà. Giờ chúng mà xông vào thành thì chết cả lũ rồi. Tường thành ta cao, hào sâu kiên cố nên tạm thời địch chưa lọt vào đây ạ. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, mau gọi tất cả hội đồng thành phố đến đây để họp bàn xem có kế sách gì chống địch không. Dân ạ, lũ các ngươi có khác gì đám chuột chui rút trong hang không? Ta mà vào được đó sẽ bắt tất cả chủ nhân của các ngươi lên giàn hỏa thiêu. Nếu vậy, có giỏi ra đây chiến đấu cùng chúng ta. Tình hình hiện đang rất gấp rút rồi, các ngài mau mau hiến kế cho ta. Quân địch mà lọt vào được đến đây thì chẳng ai trong chúng ta sống sót cả. Thời cơ dở bở đã đến rồi, nhân tiện này mình phải kiếm một mớ mới được. Vận mệnh kinh thành là cái gì chứ? Ngài thị trưởng đừng quá lo lắng. Kế sách lúc này cần phải xây 4 bức tường bằng gạch bao quanh thành cho vững, cho cao. Đó là giải pháp bảo vệ chắc chắn nhất. Tôi đã tích trữ được rất nhiều gạch để có thể bán lại cho thành phố sử dụng. Ngài nhầm rồi, tường gạch thì đi đến đâu, chúng thúc vài cái là đổ ngay. Hơn nữa, việc xây dựng đâu phải ngày một ngày hai. Việc trước mắt thì cấp bách, phải mau đào lũy, cấm cọc gỗ thì không một tên giặc nào có thể vào lọt được. Tôi cũng có rất nhiều gỗ có thể bán lại. Cả hai ngài nhầm rồi. Tôi có một cách rất hay, không cần tốn quá nhiều công sức như vậy. Chỉ cần có những kiện bông đắp quanh kinh thành, bức tường nhẹ mà tên bắn không thủng. Thử hỏi xem có bức tường nào nhanh, tiện lợi và cản giặc tốt hơn thế. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của hai vị. Xưa nay chẳng thấy ai chống giặc bằng gỗ và bông như vậy. Dùng gạch là nhất, tôi sẵn sàng để lại hết toàn bộ số gạch của tôi có cho kinh thành chống giặc. Tôi từng này tuổi đầu cũng chưa từng nghe thấy tường thành nào bằng bông cả. Xây tường gạch thì đến bao giờ? Đào hào cấm cọc gỗ là tiện nhất, phải không các chị? Các ngài đã thử chưa mà bảo ý kiến của tôi là vô lý? Bông mới là phương án khả thi hơn cả. Các ngài chẳng hiểu cái quái gì về việc bài binh bố trận cả. Ha ha, ngài dám đánh tôi hả? Tôi thừa biết ngài muốn bán được hàng nên mới hiến kế cho ngài thị trưởng như vậy. Còn ông thì không chắc. Tôi biết tổng âm mưu của cả hai ngài. Xông lên, bắt sống thị trưởng và những tên cầm đầu. Giờ mà còn đứng đó cãi nhau à? Chúng tiến vào thành rồi kia kìa. Mau mau trốn đi, mất mạng bây giờ. Nào, chủ nhân của thành này đâu rồi? Không mau mà đón tiếp chúng ta đi. Chúng ta không thể để các người chiếm quê hương được. Xông lên bà con, quyết chiến với bọn giặc. Vừa thắng xông lên bà con ơi, đánh cho chúng không còn một mảnh giáp, để lần sau chúng không còn dám tấn công thành chúng ta nữa. Trong lúc vận mệnh thành phố nguy nan mà các ngươi vẫn còn muốn chuột lợi à? Bắt giam tất cả bọn lấy buôn cơ hội này lại. Giờ ta đã biết ai mới là chủ nhân đích thực của thành phố này rồi. Ước mơ trên trang giấy. Mình đã xa nơi này 30 năm rồi. Mọi thứ cứ như ngày đầu tiên. Là thầy Basino, ngày xưa dạy trường trung học Bitkin phải không? Trời ơi, bác cứ tưởng cháu định cư bên Mỹ luôn rồi. Dân, cháu đây cụ Eric ạ. Lần này được nghỉ đông, cháu về thăm lại quê hương mình. Cụ vẫn khỏe mạnh, cháu mừng quá. Cái thằng cứ tình cảm như ngày xưa. Bởi vậy, lúc nào cũng được học trò yêu thương. Mong lần này cháu sẽ có kỳ hồi hương đáng nhớ nha. Dạ, dân ạ. Cái gì ấy nhỉ? Lớp B2, trường trung học Bitkin, là vở bài tập của tụi nhỏ đây mà. Chúng mày ở đây 25 năm rồi sao? Trong tương lai, em sẽ là sĩ quan hải quân. Bởi vì một lần em bơi ngoài biển, bị chìm trong nước rất lâu, nhưng em đã may mắn thoát chết. Có nghĩa là em rất có năng khiếu làm việc dưới biển. Thế thì sau này tớ sẽ là siêu đầu bếp, vậy may mắn ăn gì cũng thấy ngon. Sau này tớ sẽ là tổng thống Pháp. Ồ, cậu nghiêm túc đấy à? Tất nhiên, vì tớ có thể thuộc tên 25 thành phố của nước Pháp,
trong khi các bạn chỉ thuộc nhiều nhất là 7 thành phố thôi. Paris nè, Lyon nè, Marseille, Nantes nè. David này, đến chuyện đi đứng cậu còn cầm gậy thế kia, thì sau này cậu định làm gì? Cậu có ước mơ cho mình không? Nhỏ thôi, cậu làm David tự ái bây giờ. David bị mù mà, làm sao mà ước mơ cao sang được? Tớ sẽ trở thành nhân vật quan trọng của nội các nước Anh, bởi vì nước Anh chưa từng có người mù nào vào được nội các. Em muốn làm huấn luyện viên chó, em làm tiếp viên hàng không, em làm nha sĩ thôi thầy. 31 ước mơ của 31 đứa trẻ đều hồn nhiên và ngô nghê. Đó là những diễn cảnh đáng yêu của tuổi thơ một con người. Thế bây giờ tụi em đang làm những gì? Có còn nhớ những điều mình đã viết năm xưa? Phải rồi, tại sao mình không gửi những ước mơ này đi, để các em nhìn lại mình trên trang giấy của 25 năm về trước. Các em sẽ nhận ra mình đã làm những gì. Ước mơ ngày xưa liệu rằng có thay đổi hay không? Tất cả chuyện là như vậy thưa cậu. Cậu có thể cho tôi đăng ký một mục quảng cáo nhỏ trên báo, để các em học sinh ngày xưa của tôi tìm về được không? Đây là toàn bộ ký ức của các em ấy. Vâng, được chứ ạ. Rất vui khi được nghe câu chuyện của bác. Cháu sẵn sàng giúp bác ạ. Mời bác ghi nội dung muốn đăng bài vào đây. Chúng cháu sẽ tiến hành đăng bài vào ngày mai. Cảm ơn cậu trai trẻ. Các em học sinh lớp B2 trường Bitkin thân mến, thầy Basino, chủ nhiệm lớp các em 25 năm trước đây, chúng ta thật may mắn khi có thể đồng hành và sát cánh cùng nhau trên một đoạn đường. Tình cờ, thầy tìm được 31 quyển vở kể về 31 ước mơ của các em. Chính thầy đã bị cuốn vào những câu chuyện và lời lẽ đáng yêu trong đấy. Có một điều thôi thúc thầy rằng phải gửi lại ước mơ này đến chủ nhân của nó, vì đó là một điều ý nghĩa của cả một đời người. Thầy rất mong nhận được phản hồi từ các em. Thầy yêu tất cả các em. Em chào thầy Basino. Em là Albert, hiện đang là doanh nhân cho chuỗi nhà hàng khách sạn thành phố Oxford. Em bị cuốn vào cuồng công việc suốt 10 năm nay, đến nỗi quên đi những thú vui đơn giản. Những đơn hàng và hợp đồng liên tục tìm đến. Thầy cũng hiểu thương trường là chiến trường, chậm một phút cơ hội sẽ thuộc về tay người khác, thưa thầy. Cho đến khi mẹ em đưa một tờ báo và hỏi rằng: ước mơ ngày xưa của con là gì? Em giật mình nhìn lại bản thân mình để tìm câu trả lời. Thầy có thể gửi giúp em bài tập năm xưa qua địa chỉ em ghi phía dưới được không ạ? Em sẽ rất biết ơn thầy về điều này, vì đó là khoảnh khắc đẹp nhất của em, thời điểm em biết rõ mình là ai. Chính cậu ngày xưa muốn làm hải quan đấy, Albert ạ. Không lâu sau đó, rất nhiều thư của học trò cũ gửi đến thầy Pacino. Trong số họ, có người là thương gia, diễn giả hay là cô nàng nhân viên văn phòng, thiết kế thời trang. Nhưng tất cả đều muốn biết mình đã ghi gì trên trang giấy vào 25 năm trước. Thầy Pacino đã kiên nhẫn gửi đi hết số quyển vở bài tập đó theo từng địa chỉ được nhắc đến, ròng rã một năm trời. Chỉ còn đúng một quyển vở của em thôi, David ạ. Một năm qua em đang làm gì? Có đọc được thông tin của thầy không? Lại đi à, Basino. Cháu đã ở đây hơn một năm rồi còn gì. Khoảng lặng ấy đủ để cháu có thêm dư vị rồi, cụ Eric ạ. Đến lúc cháu nên quay về Mỹ rồi. Có thư của bác đây ạ. Bác ký giúp con nhé. Là của David. Chính là em ấy, David Blanket. Chào thầy Basino. Cậu học trò David ngày xưa chính là em. Em rất cảm ơn thầy đã giữ lại những ước mơ ấu thơ của chúng em. Nhưng bây giờ em không cần phải giữ quyển vở đó nữa, bởi vì bắt đầu từ lúc đó, ước mơ của em luôn ở trong trí óc. Chưa một giây phút nào em từ bỏ ước mơ của mình. Và 25 năm qua, em đã tự hào một điều rằng mình đã thực hiện được ước mơ đó. Cảm ơn thầy rất nhiều. Em vẫn muốn thông qua lá thư này nói đến các bạn khác rằng
Chỉ cần không để ước mơ của tuổi trẻ mất dần qua năm tháng, thì có ngày ước mơ đó sẽ không chỉ nằm trên trang giấy nữa. Tớ sẽ trở thành nhân vật quan trọng của nội các nước Anh, bởi vì nước Anh chưa từng có người mù nào vào được nội các. David Blunkett, em đã thực sự làm được rồi. Bức thư của ông David Blunkett về sau đã được đăng lại trên tờ báo The Sun và nhanh chóng thu hút hàng nghìn người theo dõi, bởi vì năm 1987, David Blunkett đã chính thức trở thành Bộ trưởng Giáo dục Nội các nước Anh và ông cũng là Bộ trưởng mù đầu tiên của đất nước này. Ông đã dùng hành động của mình để chứng minh một chân lý: nếu ai đó có thể giữ ước mơ khi 15 tuổi của mình và luôn tâm niệm sẽ thực hiện nó trong suốt 25 năm cuộc đời, thì người đó nhất định sẽ thành công. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về thầy giáo người Anh Pochino với những ước mơ trên trang giấy được thầy chia sẻ vào những năm cuối thế kỷ 20. Cô con dâu tài quái. Ngày xưa, ở vùng Nira, có một cô con dâu nổi tiếng đành hanh và chua ngoa, sống chung một mái nhà với mẹ chồng đã già yếu. Yumi, mai là ngày đầu năm mới, anh tranh thủ xuống chợ bán nốt chỗ hoa quả này, chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Chiều muộn anh mới về, em ở nhà chịu khó giả bánh dày trước đi nha. Vâng, em cũng đã ngâm gạo từ tối qua rồi, anh cứ yên tâm. Mấy hôm nay trở trời, anh thấy mẹ than đau khớp xương, với người khó chịu. Trưa nay em nhớ nấu ít cháo gà cho mẹ dễ nuốt nha. Anh mới làm thịt gà để trong bếp ấy. Được rồi, em sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Anh đi nhanh, không xuống chợ thì trưa trật mất. Mẹ, lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ đến mẹ thôi. Mình lúc nào cũng bị đẩy ra rìa. Cưới vợ rồi, chứ có phải nhỏ xíu đâu mà suốt ngày một tiếng mẹ, hai tiếng cũng mẹ. Con ơi, cho mẹ xin ngụm nước, mẹ khát quá. Từ sáng đến giờ làm luôn tay luôn chân không ngơi việc, bận tối mắt tối mũi, bà ấy còn hạch sách nọ kia, thật là bực mình. Con ơi, con đâu rồi, cho mẹ xin ngụm nước. Đây rồi, mẹ chờ con một tí. Nước lạnh quá, buốt hết cả răng, con cho mẹ chút nước ấm được không? Từ sáng con còn bận giả bánh dày, đã kịp đun nước đâu. Mẹ uống tạm đi, có chút nước thôi mà cứ bày vẽ ra rách việc thế. Con vất vả quá mà mẹ không giúp đỡ gì được. Còn chút cơm nguội con để đây mẹ ăn tạm, nếu cơm có cứng quá khó nuốt thì mẹ chan tạm ít nước nhé. Con còn nhiều việc phải thu xếp cho gọn, tối nay là ngày cuối năm thì con làm mâm cơm thịnh soạn hơn, mẹ chịu khó à? Mẹ nhớ rồi, con cứ đi lo việc đi. Già yếu rồi, ăn lắm chất vào, lại phải có người hầu, cứ cơm trắng ăn là lành nhất, không mắc xương cũng chẳng khó nuốt. Phải tranh thủ nhanh, không anh Y Si cũng sắp sửa về rồi. Hôm nay con lên tỉnh mua được một ít thuốc thấp khớp của một thầy lang giỏi lắm. Để mai kia con bảo vợ con ở nhà sắc thuốc cho mẹ, chắc chắn là sẽ đỡ hơn đấy à. Mẹ cũng đỡ nhiều rồi, chắc cũng do thời tiết ấy mà. Hôm nay vợ con có nấu cháo gà cho mẹ ăn không? Con gà con mua hôm qua chắc thịt không ạ? Gà trống to nên chắc thịt lắm con ạ. Vợ con múc cho mẹ một bát cháo to lắm. Mình mua con gà ác nhỏ để nấu cháo cho bổ cơ mà, sao mẹ lại bảo con gà trống to? Có lẽ nào còn có nước ở đầu giường cũng lạnh ngắt thế kia. Trời thì lạnh, sao người già uống được chứ? Em ơi, mang bánh dày mới giả ra đây đi. Vâng ạ, anh đợi em chút. Mẹ ơi, ngày đầu năm mới chúng ta phải ăn một miếng bánh dày cho may mắn. Sao vợ con lâu quá, để con vào trong xem sao. Trời, cô ấy làm gì thế kia? Sao lại cho nhiều muối vào chiếc bánh dày ấy? Phải đánh dấu cái bánh này lại mới được. Rốt cuộc cô ấy đang bày trò gì vậy?
mẹ ăn chiếc bánh dày đi mẹ. Xem tay nghề con làm có khá không? Cảm ơn con. Cả ngày nay con vất vả rồi. Bánh mới giả là ngon lắm đây. Quả ra cô ấy định cho mẹ ăn chiếc bánh dày đầy muối này sao? Thế thì sáng nay cũng chẳng nấu cháo gà cho mẹ, nên mẹ mới lấp lửng để bao che cho cô ta rồi. Mấy lâu nay chắc chắn cô ấy đã không ít lần bạc đãi với mẹ sau lưng mình. Ôi chuột kìa. Ôi chuột á. Chuột ở đâu hả mình? Hình như nó chạy mất tiêu rồi. Chắc là vậy. Thôi cả nhà ăn cơm đi cho nóng. À, em làm sao thế Yumi? À không có gì đâu. Tại bánh ngon quá ấy mà. Phải không mẹ? Đúng vậy. Nhìn mẹ ăn ngon lành thế này cơ mà. Trời ơi, mình đánh dấu nhầm cái bánh dày muối rồi. Đắng chát cả miệng thế này. Nhìn bà ta ăn ngon lành thế kia phát ghét. Suốt ngày chỉ nằm dài ra, đến giờ ăn thì ngồi bật dậy, chẳng được cái tích sự gì. Tức quá. Lúc tối ăn cái bánh dày muối vào, giờ khát cháy cả cổ, không thể nào ngủ được. Thật là bực mình. Tất cả chỉ vì bà ấy thôi. Quái lạ. Mình nhớ là đã rót đầy nước vào bình rồi, mà giờ chả còn giọt nước nào nhỉ. Khát quá, phải ra suối uống tạm thôi. Không thể chịu được nữa. Quát, quát. Đừng quên nghĩa vụ với mẹ chồng. Nếu không con sẽ bị trả giá. Quát, quát. Tiếng gì vậy? Quanh đây hoang vắng, không có bóng người. Giữa đêm hôm thế này, lẽ nào là ma ư? Quát, quát. Đừng quên nghĩa vụ với mẹ chồng. Nếu không con sẽ bị trả giá. Quát, quát. Ma, đúng là ma thật rồi. Chỉ biết nói tiếng người ư? Ôi, cứu, cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu với. Mày nắm được sợi dây, không thì suýt chút nữa mình đã mất mạng rồi. Quát, quát. Đừng quên nghĩa vụ với mẹ chồng. Nếu không con sẽ bị trả giá. Quát, quát. Trời ơi, con chim kỳ lạ kia vẫn chưa tha cho mình. Có lẽ nào thần linh đang nổi giận với mình nữa. Trời ơi, đang đêm đang hôm, em đi đâu mà làm anh lo lắng quá. Anh ơi, em ra suối uống nước. Em đã gặp những chuyện xui xẻo ở đó. Thật kỳ lạ, có một con chim biết hót tiếng người. Sau đó em sợ quá bị ngã xuống suối. Thì may quá nắm được sợi dây thừng thần linh ban xuống. Nếu không em đã mất mạng mất rồi. Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Có phải là em đã làm việc gì xấu và đã chọc giận đến thần linh không? Em thật xấu hổ. Có lẽ do em đã đối xử không tốt với mẹ nên đã bị trừng phạt như vậy đấy. Em xin lỗi anh. Từ nay em sẽ thay đổi, không bao giờ dám thế nữa đâu. Thật may quá, thần linh thật đã giúp em nhận biết được lỗi lầm của mình rồi. Em vào thay đồ đi, không cảm lạnh bây giờ. Hôm trước chồng con đã đi sang tận thầy lang làng bên để cắt thuốc cho mẹ. Ông ấy nói phải sắc thật lâu để thuốc được đúng vị. Con đã dậy sớm sắc từ lúc gà gáy đó mẹ. Mẹ uống thuốc có đắng quá không? Có nóng không mẹ? Không, vừa rồi con. Con vất vả quá. Sao mẹ lại nói thế cơ chứ? Đó là nghĩa vụ của con phải làm mà. Mong mẹ nhanh khỏe để sống vui với hai vợ chồng con thêm vài chục năm nữa. Thời gian qua có việc gì con không phải, mẹ tha lỗi cho con nhé. Cảm ơn con dâu ngoan của mẹ. Chiếc mũ của yêu tinh. Mũ đây, mũ đây. Ai mua mũ nào? Mũ gát siêu thượng hạng đây. Hây, ngài gì không biết, buồn bán ê ẩm quá. Này ông,
Mũ này bán bao nhiêu? 35 xu. Nhưng tôi bán rẻ cho cô, lấy cô 30 xu thôi. Úi dào ôi, cái mũ này mà 30 xu. Màu sắc thì không bắt mắt gì, khung tre thì yếu, gặp gió to trên vách núi chắc là bay phần phật, khéo còn gãy ấy chứ. Ấy chết, tre này là tre hảo hạng tôi cất công đem về từ miền Bắc. Chính tay tôi đã giót ngang làm mũ, đảm bảo bền đến chục năm. Thôi thôi, khung vành mềm oặt thế này, tôi đi sang hàng khác mua còn hơn. Ở đây bán loại nón này đầy ra. Ông về rồi đó à? Chán quá bà à. Mũ của nhà mình làm đẹp như vậy mà chẳng có ai mua. Vậy à? Thôi, ngày mai lại ra chợ bán tiếp. Ông mau vào đây ăn tối, tôi có luộc mấy củ khoai, món ông thích nhất đây. Nhà vẫn còn một ít từ hôm trước. Tội nghiệp bà, lấy tôi nên phải ăn khoai trừ bữa thế này. Ông không phải suy nghĩ nhiều đâu, ăn khoai có gì là không tốt, vẫn đủ no mà. Chà chà, thơm ngon quá, khoai mùa này là ngon nhất đây này. Nhưng mà... Thôi, sáng mai ông thử ra chợ làng xa rao bán xem sao, có khi người ta lại mua nhiều hơn chợ làng mình. Ừ, để tôi thử xem sao. Cả ngày chỉ bán được có 2 cái mũ, sâu mình thật là khốn khổ mà. Biết ăn nói sao với vợ mình ở nhà đây. Trời cũng sắp tối rồi, đường về nhà còn xa quá. Ở trong vách núi heo hút này mà lại có hẳn một ngôi nhà to đẹp thế kia sao? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không ạ? Cho tôi xin nghỉ nhờ một đêm với. Chà, may quá, ở nhà cũng không có đồ gì quý giá, kẻo chủ nhà lại hiểu lầm ta. Giờ ta nên đánh một giấc mới được, mỏi lưng quá. Vậy tới nhà rồi, mau mau vào thôi. Hả? Có tiếng người. Chết cha, trốn đi đâu bây giờ? Này, hôm nay tiểu ốc kia đi tận đâu mà giờ vẫn chưa về thế? À, cậu ta bay lên núi Goryeo, lát mới bay về. Quái lạ, không thấy một ai, sao vẫn có tiếng nói? Hay mình bị quỷ nhập? Chà, hôm nay trời đứng gió quá, nãy giờ không bỏ mũ, nóng quá là nóng. Cái mũ này đúng là tiện, yêu tình chúng ta có thể đi khắp nơi mà không sợ bị ai nhìn thấy. Trời đất, quá đà chúng là yêu tình. Chúng vô hình là do cái mũ gác thần kỳ đổi trên đầu. Chao ôi, ta mà có được cái mũ ấy thì... Lừa lúc yêu tình ngủ say, ông lão vội trộm lấy một cái mũ đem đi. Trời ơi, gì thế này? Sao bỗng dưng bánh gạo và túi gạo lại biến mất trước mắt mình? Lẽ nào là ma quỷ? Lụa của tôi đâu rồi? Thánh thần ơi, nó vừa mới ở đây xong mà. Thật là tiện ích. Cái mũ này sẽ giúp ta giàu to mà không cần phải vất vả đi bán những chiếc mũ thường nữa. Rõ ràng ta đứng sờ sờ trước mặt anh ta mà anh ta không hề nhìn thấy. Dù ta có lấy bao nhiêu thứ đi chăng nữa cũng chẳng ai trách nữa lời. Gì thế này? Ông lấy đâu ra tiền để mua tất cả chúng thế? Bà ơi, từ giờ chúng ta không phải lo lắng cái ăn cái mặc nữa. Bà cứ tận hưởng tuổi già đi. Tôi đã có cái mũ yêu tinh tàn hình này rồi. Hả? Mũ yêu tinh? Phải rồi, tôi không có nói sai nha. Thế là ông lão kể lại cho bà lão nghe về 2 con yêu tinh trong rừng sâu và ông đã lấy cái mũ như thế nào. Vậy là những đồ này đều là đồ đi ăn trộm ư? Sao tôi có thể dùng chúng mà không chút áy náy tội lỗi nào? Bà yên tâm, tôi đâu lấy thứ gì quá giá trị, đều chỉ là những đồ cần thiết với chúng ta mà thôi. Những vật này với những người kia cũng chẳng thấm vào đâu cả.
dù như vậy thì tôi vẫn thấy chuyện này không ổn. Chúng ta đã vất vả cả cuộc đời, nhưng cuộc sống vẫn chật vật khó khăn. Bây giờ để đời trả cho chúng ta một chút vốn liếng sức lực trước đây, có gì mà không ổn? Chà chà, xem nào, hôm nay ta đã có bao nhiêu tiền đây nào? Trời ơi, lũ chuột chết tiệt, chúng mày dám tới đây cắn mũ của ông à? Cái mũ quý giá của ta bị thủng thế này, chẳng biết còn tác dụng tàn hình nữa không? May quá, vẫn còn sót một ít vải có thể da được vào đây. Trong màu sắc cũng không được ăn nhập cho lắm, nhưng nó không thủng nữa là được rồi. Chà, hôm nay ta cần một ít củ quả tươi. Trộm, mọi người ơi, miếng vải đỏ trộm của tôi, nó đang bay lơ lửng kia kìa, giúp tôi bắt nó với. Chết này, chết này. Hóa ra đây là thủ phạm đã trộm đồ trong chợ ta mấy hôm nay. Phải cho nó biết tay, giữ cái thối trộm cắp đi. Ôi ôi, đừng đánh nữa. Trời ơi, ông sao thế này? Ai đánh ông đến ông nổi này? Đây, tôi đã bảo ông rồi mà. Cái mũ quỷ quái, bà nói đúng, đồ đi ăn trộm có bao giờ bền cơ chứ? Bà ơi, tôi đi trả hết số đồ này cho chủ nhân của nó đây. Đúng đấy ông ạ, à, tôi đã luộc khoai ông thích ăn, chờ ông về nha. Và rồi ông cụ làm mũ gát trở lại, hai ông bà lại sống cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng vô cùng vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc như xưa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.